quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Xin chào cô Hà. Chào Thanh Phương. Thanh Phương cho cô hỏi câu này nha. Dạ. Thời sinh viên thì Thanh Phương và các bạn thích ăn món gì nhất? Em nhớ là thời sinh viên em thích nhất là món gỏi câu bò đó cô. Ủa mà sao cô Hà lại có ngẫu hứng hỏi về thời sinh viên của em vậy? Thanh Phương biết không, cô vừa nhận được email của một chị khán giả tên là Châu ở Hóc Môn. Sắp tới thì chị sẽ họp lớp bạn thời đại học. Và chị muốn là trong buổi họp này thì không chỉ ôn lại những kỷ niệm thời sinh viên mà còn được thưởng thức những món ăn mang đậm chất sinh viên. Mà nếu như những món này mà được biến tấu một chút thì càng hay. Và nhờ Thanh Phương mà cô đã tìm ra cái món ăn để giải đáp cho chị Châu rồi đó. Thì ra là vậy. Hôm nay thì chương trình sẽ mời quý vị khán giả, chị Châu và Thanh Phương chúng ta cùng nhau vào bếp để thực hiện món gỏi đu đủ thịt bò áp chảo. Để làm món gỏi đu đủ thịt bò áp chảo, chúng ta cần chuẩn bị đu đủ bào sợi 250g, thịt bò phi lê 200g, ớt sừng cắt sợi, cà rốt cắt sợi, dưa leo, cần tàu, rau húng lủi, ớt sừng băm, tỏi băm, hành tím phi, tương ớt, ớt bột khô, đậu phộng rang, các loại gia vị thông thường và giấm gạo lên men Lisa. Cô Hà ơi, để món gỏi đu đủ này được ngon thì chúng ta nên lựa chọn đu đủ như thế nào ạ? Quý vị khán giả lưu ý là chúng ta sẽ chọn đu đủ mỏ vịt, tức là loại đu đủ mà nó vừa chuyển sang chín hườm hườm như thế này thì món ăn nó sẽ giòn nè, ngọt và màu sắc cũng rất là đẹp nữa. Đối với đu đủ sau khi mà chúng ta bào sợi xong thì mình sẽ ngâm vào trong nước đá, như vậy thì đu đủ sẽ rất là giòn đó. Tiếp theo thì phần thịt bò này là mình sẽ cắt lát nó hơi dày một chút. Mình sẽ cho vào tô và mình chuẩn bị ướp thịt bò. Cho vào đây một nửa muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto, nửa muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê ớt bột khô, 2 muỗng cà phê tỏi băm, thêm 1 muỗng canh dầu ăn. Sau đó mình sẽ trộn đều lên. Phần dưa leo này chúng ta sẽ bỏ ruột và chúng ta cũng cắt sợi luôn. Tiếp theo thì cần tàu này chúng ta cũng sẽ cắt khúc khoảng chừng 3-4 phần. Phần húng lủi cắt làm 2-3. Chúng ta sẽ áp chảo phần thịt bò. Mình sẽ cho từng miếng thịt bò lên trên chảo như thế này. Mình áp chảo. Đây, em thấy chưa? Lúc này Thanh Phương cảm nhận được mùi hương rất là thơm từ thịt bò quyện với lại mùi thơm của tỏi. Bên ngoài thì lớp thịt bò vừa chín xém nên trông khá là hấp dẫn. Bây giờ thì Thanh Phương thấy là thịt bò mình đã chín rồi đó. Bây giờ mình sẽ vớt ra khỏi chảo nha. Trong lúc chờ phần thịt bò nguội thì chúng ta sẽ chuẩn bị nước trộn gỏi, gồm có nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, nửa muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh giấm gạo lên men Lisa, 2 muỗng canh tương ớt và 1 muỗng canh tỏi băm, ớt băm. Rồi bây giờ Thanh Phương giúp cô khuấy cho các gia vị nó tan hết nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ trộn các nguyên liệu lại với nhau. Thì chúng ta cho cái phần đu đủ vào sợi vào đây nè. Dưa leo và cần tàu, phần cà rốt và ớt sừng đã cắt sợi, một ít đậu phộng rang nè, một ít hành phi nè, và một ít húng lủi nữa. Trộn cho các cái nguyên liệu này nó đều với nhau. Mình sẽ cho cái phần đu đủ và các nguyên liệu vào trong dĩa. Tiếp theo thì cô sẽ cắt cái miếng thịt bò này, rắc lên là hành phi nè, đậu phộng nè và một ít húng lủi nữa. Rưới cái phần nước trộn gỏi lên. Cuối cùng đặt lên đây là một miếng ớt xoăn nè và một đọt húng lủi. Món này chúng ta có thể ăn kèm với bánh phồng tôm hoặc là bánh đa nướng nha. Dạ, em cảm ơn cô. Cô Hà ơi, đúng là ngon hơn nhiều so với lại món gỏi thời sinh viên mà Thanh Phương từng được thưởng thức đấy ạ. Cảm ơn cô. Quý vị khán giả thân mến, khi mà Thanh Phương thưởng thức món gỏi này thì Thanh Phương thấy là cái thịt bò vừa mềm nè, chín tới nên rất là thơm và vẫn còn giữ được cả nước ngọt của thịt. Còn gỏi như là đu đủ rồi các loại rau củ quả thì giòn, thanh mát, hòa quyện với lại mùi thơm, vị chua chua nhẹ nhẹ, cay nhẹ nhẹ của giấm gạo lên men Lisa. Cùng với lại một ít đậu phộng có vị bùi bùi, béo béo, hành phi nè, mùi thơm của húng lủi. Tất cả các loại nguyên liệu đều hài hòa với nhau tạo nên một món gỏi vô cùng tuyệt vời. Quý vị hãy thực hiện món gỏi đu đủ thịt bò áp chảo nhé. Và đừng quên chia sẻ cảm nhận về cho chương trình. Mọi thông tin liên lạc xin mời quý vị truy cập vào website mongonmuoinngay.com. Còn bây giờ thì đầu bếp Thu Hà cùng với lại Thanh Phương xin được mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.